kính chào cả nhà nha. Bữa nay mình cũng tiếp tục, cả nhà ơi, mình thấy chiếc này đẹp quá, mình chia sẻ tiếp cho cả nhà nha. Đó, chiếc này mình quay clip cũng hơi 10 phút cho cả nhà nha. Giang mà IM7000 mới xuống công luôn, xuống công cái chát luôn cả nhà. Cái này là cái hàng đấu giá nha, nó có một cái miếng dán mà mình lọc ở đâu ra nè. Trước tiên mình cho cả nhà xem cái lớp, lớp zin em nói nè. Thì cả nhà mua là khỏi lo cái lớp này nha. Đó, lớp trước còn đẹp lắm. 9.5-22 nè cả nhà. Mâm zin của nó là do nó nước ngoài nó sơn phủ thêm cái gì đó ha. Nó chốc lựa sự, nhưng mà nó sơn zin ở trong còn nha. Vì bị móp chút xíu, cả nhà để ý xin nữa sau này chiếc xe nó có móp chút xíu nha. Đây cái lớp em nói đây. Cái lớp trong thì nó gai lì cả nhà, gai lì thì hàng zin thì nó cũng không có màu nhiều, chắc có lẽ là nước ngoài để nó bị râm râm nha. 16.9 trừ trên 14 trừ 30 nha cả nhà. Này thì cái cầu trước công về thì thường là tháo cầu ra cả nhà. Tháo cầu ra để đâu ha, xe này thì để cái dàn ốc này nó xét ra. Này có bạn cũng hỏi ha, những chiếc này thì bạn nên sưu tầm nha. Em này thì 4 máy. Cầu trước nó nằm đâu không biết nữa. Đây đây, cầu trước nằm đây nè cả nhà. Cái này cabin máy lạnh luôn á. Rồi chút xíu từ vô chi tiết chưa. Để mình đi vòng cho cả nhà xem. Vòng cho cả nhà xem cái đó, cái cỡ này cả nhà có đồng ý không? Giang ma về xuống công vậy nè, nó sạch sẽ nha, chưa rửa nha, cái này chưa rửa chưa giáo. Đây cái bảng đấu giá đây nè, nó có bảng đấu giá mã số nè ha, quên nữa. Đường đuôi sao cabin này cả nhà, để mình cho cả nhà xem cái này chút xíu đi. Đó, thì xe cỡ này thì cả nhà lên chọn chốt về test máy này ok hết thì để lại 1-2 ngày nữa là bên bãi sẽ dọn hết lại cho cả nhà nha. Cái hàng bãi nó là vậy cả nhà, chịu có mua xuống công nó là vậy cả nhà. Này số giờ zin em nói là nha, 2016 15 giờ nha. Số giờ zin em nói nghe cả nhà. Đây. Số giờ zin em nói nha. Chi tiết em này số cơ bên cơ nha, cơ toàn tập nha. Lưới em nói toàn zin hết nè. Số này số cơ bên cơ toàn tập cả nhà. Nó chỉ râm hơi thôi, không có gì nhiều nha. Kiến vọng là nằm ở đây. Đây ta lái thì nó hơi cũ xíu nhưng mà chiếc này nó ổn. Cả nhà chịu khó thì dọn mình sơn dặm rồi lại nha. Nếu mà thằng cabin thì này mình thấy ít, cả nhà 7.000 cabin mình thấy rất ít nha. Đây máy móc em nói đây. Bãi zin nha cả nhà, hàng bãi zin là chưa dọn xuống công nha, tất cả đều là zin hết nha.
dỡ lên cho cả nhà xem lại một lần nữa. Đây cho cả nhà xem là cái vỏ nha. Đứng ở ngoài nhìn không thấy rõ, này xem là cái vỏ nè đây. Cái lường mé trong đây cả nhà chịu khó ha. Em này thì nó răm. Nó răm thôi. Chịu khó sơn lại ha, mình mua mình tới hàng bãi mình mua cái hàng này thì mình chịu khó sơn lại nha. Chịu khó sơn lại cái này nó bung xét thôi chứ nó không có mục. Nói chung là chiếc này thì nó bung xét. Nó không có mục cả nhà, chịu khó chui mình cũng chui quá. Ai. Rồi, số điện thoại nằm phần mô tả chi tiết cả nhà cứ gọi giùm mình giúp mình nha. Đó, em này nó đẹp á. Áo nó thì nó để cái ống xả hơi, mình coi cái ống xả hơi nó nằm đâu, nó nằm bên kia rồi cả nhà, không qua quá. Em này nói chung là chạy số giờ chuẩn nha. Hỏi hai những chiếc này thì bạn nên sưu tầm nha.